Câu 172 đến câu 175. Câu 172, what kind of company? Cái loại công ty nào mà bà Kumar rất có khả năng làm việc cho? Vậy từ khóa chính là từ bà Kumar ha. Ok, đọc đáp án trước nha. Câu A, a retail store, là một cửa hàng bán lẻ. Câu B, a moving company, là một công ty chuyển đồ đấy em. Một công ty chuyển đồ ha. Rồi câu C, a construction firm. Firm là công ty luôn đó. Construction là xây dựng, một công ty xây dựng. Câu D, a vehicle manufacturer. Manufacturer là một cái nhà máy sản xuất nè. Nhà sản xuất, vehicle là xe cộ ha. Rồi bây giờ chúng ta tìm từ khóa ở trên bài đọc xem Miss Kumar nằm ở đâu ha. Rồi em nhìn, đây là một cái đoạn nói chuyện qua lại giữa những người khác nhau. Thì em nhìn xem bà Kumar xuất hiện ở tin nhắn lúc mấy giờ. Tin nhắn này phải không nào, 4:15. Rồi bây giờ chúng ta đọc thử nha nào. Sorry, xin lỗi nhưng mà tôi phải inspect, là thanh tra kiểm tra một cái job site, một cái địa điểm làm việc cho một trong những clients, khách hàng của chúng ta. Apparently, hình như là có một cái problem, cái vấn đề mà nó có thể delay, làm trì hoãn our construction, cái việc xây dựng của chúng ta cho cái tòa nhà của họ. Em thấy chỗ này có từ gì đây? Our construction. Một cái vấn đề gì đó có thể làm delay, trì hoãn cái việc xây dựng của chúng ta trong một cái tòa nhà nào đó. Vậy thì theo em, đáp án là câu nào ha? A, B, C, D. Và đáp án chính là câu C, được không nào? Bà Kumar rất có khả năng làm việc cho một cái công ty xây dựng ha. Câu 173. Vào lúc 4:15 thì Mr. Boswick, ông Boswick có ý gì khi mà viết câu I can lend you a hand? Đối với dạng câu hỏi này, chúng ta đã bỏ đáp án trước câu A. He can send extra staff. Anh ta có thể gửi thêm nhân viên để mà assist, hỗ trợ visitors, những khách tham quan. Câu B. He has some time. Ông ta có một cái khoảng thời gian nào đó vào ngày mai làm việc tại cái booth, tại cái quầy, cái buồng, cái quầy gian hàng ha. Rồi câu C. He will be able to. Ông ta sẽ có thể fill in for the coworker, có nghĩa là làm thay thế chỗ cho một người đồng nghiệp ha. Rồi câu D. He is willing to. Ông ta sẵn sàng để mà đăng ký một cái người đồng nghiệp nè, colleague là đồng nghiệp, trong một cái sự kiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò tin nhắn lúc 4:15 và câu I can lend you a hand. Tin nhắn lúc 4:15 đây, và hôm nào I can lend you a hand đây. Rồi sau đó chúng ta đọc tin nhắn liền trước nó thì chúng ta mới biết được cái ý câu đó là gì, được không nào? Rồi tin nhắn liền trước là 4:12 nè. Just finish, vừa mới hoàn tất xong cái ngày đầu tiên tại cái job fair, cái hội chợ triển lãm annual hàng năm, tên là cái này ha. Rồi with only three of us, với chỉ có ba chúng tôi tại cái booth, cái gian hàng, cái quầy hàng của công ty thôi, thì there were more visitors, có nhiều cái khách hàng hơn là chúng tôi có thể handle, xử lý. Có nghĩa là chúng tôi xử lý không có xuể, đem quá nhiều khách hàng không xử lý xuể ha. Rồi are any of you, có bất kỳ ai trong số các bạn willing to help out, sẵn lòng giúp đỡ vào ngày mai không? Chúng ta sẽ nhận được cái overtime pay rate, là trả lương tăng ca cho cái giờ làm việc mà chúng tôi làm. Rồi, có nghĩa là ông Allison Camby thì muốn có người nào đó giúp đỡ, được không nào? Thì ông Justin Boswick mới viết là gì? Mới viết là gì? I can lend you a hand. Tôi có thể cho bạn mượn một cái tay á. Rồi, but I'm only available, nhưng mà tôi chỉ rảnh vào buổi sáng, bởi vì tôi có một cái việc quan trọng vào buổi trưa, phải không nào? Vậy thì theo em, I can lend you a hand có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông ta đồng ý giúp đỡ phải không, và chỉ đi vào buổi sáng. Vậy thì em xem A, B, C, D là câu nào là có thể tham gia ha. Rồi câu A, anh ta đã có send extra staff rồi, em không có gửi nhân viên thêm nè. Câu B, đáp án là câu B phải không nào? Ông ta có một khoảng thời gian nào đó vào ngày mai làm việc tại booth, là ông ta giúp đỡ cho ba người đã làm việc không có xuể tại cái quầy, cái gian hàng của công ty, được không nào? Còn câu C, ông ta fill in cho một cái coworker, đâu có thấy chỗ cho đồng nghiệp đâu, phải không nào? Cũng không có đăng ký cho đồng nghiệp sự kiện nữa, mà chính ông ta sẽ tham dự để mà hỗ trợ, được không nào? Vậy đáp án là câu B ha. Thật ra thành ngữ I can lend you a hand có nghĩa là I can help them, I can lend you a hand, hoặc là I can give you a hand, có nghĩa là tôi có thể giúp ha. I can give you a hand, I can lend you a hand, được không nào? Câu 174, what do Miss Canby, bà Canby á, thì nói rằng bà ta sẽ làm gì? Về từ khóa chính là Miss Canby.
Rồi đúng là bố đoán trước nha. Câu A, recruit, tuyển dụng, volunteers, tình nguyện viên cho một cái công việc. Câu B, buy some tickets, mua một vài cái vé tại counter, là tại một cái quầy. Câu C, leave, để lại một vài cái thẻ admission, là thẻ vào cổng đó, tại một cái office, là một cái văn phòng. D, wait for, chờ colleague, đồng nghiệp của cô ấy cạnh cái entrance, là cái lối vào của cái venue, cái địa điểm. Ok, vậy bây giờ chúng ta dò xem Miss Camby nói là cô ấy sẽ làm gì nha. Rồi chúng ta dò xem Miss Camby ở tin nhắn số mấy. Tin nhắn 4 giờ 12 chúng ta đọc rồi phải không? Rồi chúng ta dò ở dưới nha. Alison Camby. Đây, tin nhắn lúc 4 giờ 19 có nữa nè em. Đọc nào. I understand. Tôi hiểu. Rina. Và good luck. Chúc may mắn với điều đó. Phải không nào? Rồi. And thanks. Cảm ơn bạn. Những người khác đó, cảm ơn những người còn lại đã volunteering, đã tình nguyện để mà giúp đỡ ha. Rồi the doors, cửa của cái trung tâm triển lãm á, sẽ mở cửa cho khách tham quan vào lúc 10 giờ. Please make sure, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ đến sớm để mà phụ giúp setup, thiết lập ha. Rồi bây giờ đọc tin nhắn lúc 4 giờ 19 chúng ta đâu có thấy là bà Camby nói là bà ta sẽ làm gì đâu. Chưa thấy phải không? Thì chúng ta dò tiếp nha. Tin nhắn lúc mấy giờ thì có Camby nữa. 4 giờ 22 phút nè em. Rồi, có Alison Camby, chúng ta đọc tiếp nha. Oh, thanks for reminding me. Cảm ơn vì đã nhắc tôi. I will leave. Tôi sẽ, đây. Bà ta sẽ làm gì ha? I will leave. Tôi sẽ để chúng lại cho bạn tại cái văn phòng administrative, phòng quản trị. Tôi sẽ để chúng lại cho bạn tại cái phòng quản trị. Lúc này chúng ta có đọc một cái đáp án là để cái gì đó tại một cái văn phòng, phải không em? Đáp án là câu C nè. Nhưng mà để cái gì đây? Để admission pass, thẻ vào cổng, phải không? Bây giờ chúng ta dò lên trên này coi có phải là thẻ vào cổng không nha. Tôi sẽ để chúng lại. Để chúng là để cái gì? Chúng ta phải đọc cái tin nhắn ở phía trước mới biết được. 4 giờ 21 phút nè em. Đây. Do we need, chúng tôi có cần entry tickets, là vé vào cổng không nè em? Entry là bước vào đó. Thì ông ta mới nói là gì? Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi. Tôi sẽ để chúng lại, là để cái entry tickets nè em, cái vé vào cổng đó, tại cái phòng quản trị ha. Ok, vậy thì đáp án chính xác là câu gì em? Câu C, phải không nào? Để cái thẻ vào cổng lại ha, tại một cái văn phòng. Thì mình có những cái từ tương đồng là từ leave nè em. Rồi admission pass và office, phải không nào? Ở trên này mình có nè, leave nè. Thay vì admission pass thì nó sẽ là entry tickets, cũng là vé vào cổng luôn. Entry là bước vào đó. Rồi mình có administrative office. Nó không có nói cả đầy đủ cả administrative office, nó chỉ dùng cái từ office thôi ha. Rồi, ok, vậy đáp án chính là câu C. Câu 175, what is mentioned, cái điều gì thì được đề cập về cái job fair, cái hội chợ việc làm. Từ khóa chính là từ job fair. Ok, rồi bây giờ đọc bốn đáp án trước nha. Câu A, it attracted, nó đã thu hút few visitors. À, mình có từ few là gì ha? Thường thường á, chúng ta hay dịch là một vài, nhưng mà few nó khác với a few chỗ này. A few là một vài. Một vài là cũng khá khá đó. Nhưng mà few ở đây á thì có nghĩa là một vài nhưng mà ít lắm, hầu như không có ai luôn. Vì câu dịch là câu A là nó đã thu hút là rất là ít người đến tham quan vào ngày đầu tiên. À, như vậy là đúng hay sai em? Sai. Lúc nãy chúng ta có đọc, em còn nhớ không? Là em đọc lại nha, cái câu nào ta? Cái đoạn đầu tiên phải không nào? Em đọc lại từ đầu đúng nào? Just finished, vừa mới hoàn tất cái ngày đầu tiên, first day nè, em thấy chưa? Rồi, tại cái annual job fair, cái hội chợ hàng năm này nè, tên là này nè, with only 3 of us, chỉ có 3 trong số chúng tôi thôi, tại cái quầy gian hàng của công ty, có nhiều khách hàng hơn là chúng ta có thể xử lý, có nghĩa là xử lý không kịp luôn, phải nhờ người giúp đỡ thêm, thì tại sao là ít được, được không nào? Rồi, vậy đáp án câu A là sai ha. Rồi, tiếp câu B, it is being held, nó được tổ chức tại một cái tòa nhà mới. Câu C, nó specific, nó thì đặc biệt, nó thì cụ thể, nó về một cái ngành ha. Industry là ngành á. Industry có nghĩa là công nghiệp, nhưng mà nó có nghĩa là ngành nữa ha. Rồi, câu D, nó takes place, nó diễn ra once a year, mỗi năm một lần. Rồi, vậy thì em biết đáp án là câu nào không? Đáp án là câu D, phải không nào? Nó diễn ra mỗi năm một lần. Tại vì lúc nãy chúng ta có dịch cái chỗ này nè, annual, em nhớ không? Đây nè, annual job fair là hội chợ hàng năm. Annual là hàng năm nè. Hàng năm có nghĩa là mỗi năm một lần, phải không nào? Vậy đáp án chính là câu D ha. Chúng ta không cần phải dò câu B và câu C nữa.
Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch vào hệ thống là những từ quan trọng được highlight các em nha. Vào lúc 4:12 thì bà Camby mới nói là gì? Just finish, vừa mới hoàn tất the first day, ngày đầu tiên tại job fair, là hội chợ việc làm, annual là hàng năm ha, hội chợ việc làm hàng năm tên là như thế này. Rồi with only three of us, với chỉ có ba chúng tôi thôi, tại cái booth, mình có từ booth là cái quầy hay là cái gian hàng hay là cái buồng nhỏ đó. Ví dụ như ngày xưa mình có cái buồng điện thoại công cộng cũng gọi là booth, được không nào? Với chỉ có 3 trong số chúng tôi tại cái quầy hàng, cái gian hàng của công ty á, thì there were more visitors, có nhiều khách tham quan hơn là chúng tôi có thể handle. Mình có từ handle có nghĩa là xử lý hay là giải quyết. Handle, xử lý hay là giải quyết ha. Có nghĩa là có nhiều khách chúng tôi không thể giải quyết nổi á em. Rồi tiếp, are any of you, có bất kỳ ai trong số bạn willing to help? Mình có cụm be willing to là sẵn lòng. Có bất kỳ ai trong số bạn sẵn lòng help out? Help out là gì ha? Bình thường mình có từ help có nghĩa là giúp đỡ, nhưng mà help out á, có nghĩa là giúp đỡ mà có tiền ha, giúp đỡ mà nhận được tiền á, giúp đỡ mà được trả lương á, được trả tiền á, thì gọi là help out, được không nào? Có ai sẵn lòng giúp đỡ vào tomorrow, vào ngày mai hay không? We will receive, chúng ta sẽ nhận được cái overtime pay rate. Mình có từ rate là giá tiền nè, pay là trả nè, có nghĩa là cái lương á, chúng ta sẽ nhận được tiền trả, tiền lương cho overtime là tăng ca nè, theo cái tăng ca cho cái giờ mà chúng ta làm việc. Có nghĩa là cái ngày hôm đó đi phụ thì được tính theo lương tăng ca ha, là lương cao hơn đó. Rồi tiếp, Bosswick vào lúc 4:15 mới nói rằng I can lend you a hand. Mình có thành ngữ là lend somebody a hand hoặc là give somebody a hand, có nghĩa là phụ giúp ai, được không nào? Giúp đỡ ai, phụ giúp ai ha. Give somebody a hand hay là lend somebody a hand. Ví dụ như là giúp tôi với là give me a hand please, được không nào? Rồi tiếp, but I am only available, nhưng mà tôi chỉ có available, chỉ có rảnh vào buổi sáng mà thôi, bởi vì tôi có một cái errand, important errands. Mình có từ errands có nghĩa là nhiệm vụ ha. Từ này nó cũng bằng nghĩa với từ duty, duty cũng là nhiệm vụ nè, hoặc là từ assignment. Errand, duty, assignment có nghĩa là nhiệm vụ ha, bởi vì tôi có một cái nhiệm vụ quan trọng vào afternoon, vào buổi chiều, được không nào? Sorry, xin lỗi, bà Kumar mới nói như vậy, phải không nào? Xin lỗi, nhưng tôi phải inspect. Inspect có nghĩa là thanh tra hoặc kiểm tra ha. Thanh tra một cái cơ sở, một cái địa điểm, hay là thanh tra hàng hóa rồi đó, inspect. Nhưng mà tôi phải thanh tra một cái site. Site chính là nơi, chỗ, địa điểm ha. Rồi, tôi phải thanh tra một cái nơi làm việc cho một trong số các khách hàng của chúng ta. Apparently có nghĩa là dường như là hay là hình như ha, dường như là hình như là đó, có một cái problem, có một cái vấn đề mà nó có thể delay, là làm trì hoãn ha, nó có thể trì hoãn cái construction, là cái việc xây dựng của chúng ta. Construction, việc xây dựng, mình gặp rất nhiều ha, việc xây dựng của chúng ta cho cái tòa nhà của họ. Rồi, vào lúc 4:17 thì O'Hara mới nói là gì? I have nothing urgent. Tôi không có bất kỳ điều gì sao em? Urgent là khẩn cấp, gấp hay là khẩn cấp ha? Khẩn cấp hoặc là gấp. Tôi không có cái việc gì gấp được lên kế hoạch cho ngày mai cả. What time, vào lúc mấy giờ thì tôi cần phải có ở cái trung tâm hội nghị. Mình có từ conference là hội nghị đấy em. Hội nghị, trung tâm hội nghị ha. Camby mới nói là gì nào? I understand, tôi hiểu Marina. Ok, và good luck, chúc may mắn với điều đó. And thanks, cảm ơn các bạn, những người khác mà đã tình nguyện giúp đỡ. The doors, cửa của cái trung tâm triển lãm đó, mình có từ exhibit. Exhibit có nghĩa là triển lãm ha. Cửa của trung tâm triển lãm thì mở cửa cho tất cả các vị khách đó, vào lúc 10 giờ. Please make sure, vui lòng phải đảm bảo rằng bạn đến. Arrive, đến early là đến sớm, để mà phụ giúp set up, thiết lập. Rồi Bosswick mới nói là gì? I'll be there, tôi sẽ có mặt ở đó 30 phút trước khi cái sự kiện bắt đầu. Rồi O'Hara mới nói là do we need, chúng ta có cần entry tickets. Mình có từ entries có nghĩa là bước vào, đi vào cái nào đó ha. Vậy entry tickets có nghĩa là vé vào cổng, vé tham gia đó. Rồi Camby mới nói là gì? Oh,
Thanks for reminding me. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi ha. I will leave. Tôi sẽ để chúng là để những cái vé vào cổng đó, để chúng, để những cái vé vào cổng cho bạn tại administrative office, là cái phòng quản trị ha, phòng quản trị. Tọa lạc gần với lại cái entrance, là cái lối vào ha. Lối vào. Tại cái lối vào hay là cái cổng chính á, cổng tại cái cổng chính. Rồi tiếp. Câu 172, câu A thì mình có từ retail store là cửa hàng bán lẻ ha. Moving company là công ty chuyển đồ nè. Moving là di chuyển nè, công ty chuyển đồ. Câu C mình có construction firm là công ty xây dựng ha. Firm là công ty luôn nha em, công ty. Rồi câu D mình có từ manufacturer là nhà sản xuất. Nhà sản xuất. Vehicle là xe cộ, nhà sản xuất xe cộ ha. Rồi 173, câu A mình có từ assist, có nghĩa là hỗ trợ. Vậy câu A có nghĩa là anh ta có thể gửi thêm nhân viên đến để mà hỗ trợ những vị khách tham gia. Câu C mình có từ fill in. Fill in có nghĩa là làm thay thế cho ai, thế chỗ cho ai ha. Làm thay thế cho ai, thế chỗ cho ai, làm thay cho ai. Mình có từ co-worker có nghĩa là đồng nghiệp. Đồng nghiệp ha. Câu C có nghĩa là anh ta đó sẽ có thể làm thay cho một cái người đồng nghiệp từ hôm nào. Rồi câu D mình có từ colleague. Colleague có nghĩa là đồng nghiệp ha, đồng nghiệp luôn, bằng với từ coworker luôn đó. Hai từ này bằng nghĩa với nhau, colleague bằng với từ coworker, đồng nghiệp. Ok, rồi câu 174 mình có từ recruit là tuyển dụng. Rồi, câu B mình có từ counter là cái quầy ha, cái quầy. Câu B có nghĩa là mua một vài cái vé tại cái quầy, quầy bán vé đó, quầy ha, counter. Câu C mình có từ Câu C mình có từ admission pass. Mình có từ pass là thẻ ha. Động từ của từ pass á, là vượt qua. Danh từ á, là thẻ à, cái mà cho mình vượt qua một cái nào đó thì có nghĩa là thẻ ha. Admission là vào cổng. Cái này là thẻ vào cổng ha. Thẻ vào cổng. Rồi có một câu D mình có từ venue. Venue nó bằng với từ site lúc nãy đó, có nghĩa là chỗ, địa điểm hay là nơi. Câu 175 mình có từ specific to. Specific có nghĩa là cụ thể, rõ ràng hay đặc trưng cho, cụ thể nè, rõ ràng hay là đặc trưng cho cái gì đó ha. Cho nên có nghĩa là đặc trưng cho đó. Câu C có nghĩa là nó là đặc trưng cho một cái ngành nghề thôi, có nghĩa là nó chuyên về một cái ngành nghề thôi, được không nào? Câu 176 đến câu 180. Câu 176, why did Mr. Duff, tại sao ông Duff á, thì lại viết thư cho bà Vespino? Đây chính là câu hỏi dạng mục đích của lá thư, phải không nào? Rồi bây giờ với dạng này chúng ta sẽ đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của đoạn văn. Nhưng trước khi đọc chúng ta đọc bốn đáp án trước ha. Câu A là gì đây? To inform her, để mà thông báo cho bà ấy á, về một vài cái nhân viên mới, phải không nào? Rồi câu B, để check, kiểm tra một số cái thông tin regarding, liên quan tới nhân viên mới. Câu C, để update, để cập nhật cái tên đăng nhập của cô ấy và mật khẩu của cô ấy. Câu D, để announce, để mà thông báo về cái việc cancellation, cái việc hủy của cái tài khoản của cô ấy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn đầu hoặc là đoạn cuối của cái lá thư mà ông Jeff viết cho bà Vespino. Rồi bây giờ em xem thử coi. Bây giờ ở đây mình có hai bài. Thì bài nào là bài mà ông Jeff viết cho bà Vespino? À, chính là bài số 1 phải không em? Đây là to nè, gửi đến cho Vespino nè, từ ông Jeff nè. Ok, và thường câu hỏi đầu tiên sẽ dò thông tin trong đoạn đầu tiên hay em ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc đoạn đầu nha. Hi Janice, this is Mike. Đây là Mike, từ service, dịch vụ, công nghệ, thông tin. Sau khi bạn đưa cho tôi cái danh sách của những cái nhân viên newly hired mới được thuê vào ngày hôm qua đó, thì tôi đã tạo usernames, tên đăng nhập và password, mật khẩu cho họ. Before, trước khi tôi hoàn tất cái việc setup, việc thiết lập á, cho cái trang tài khoản cá nhân của họ. Tuy nhiên, tôi muốn confirm, tôi muốn xác nhận rằng tất cả cái tên của họ nè và cái job titles, cái chức vụ công việc corresponding là cái gì đó em không biết thì mình cứ để đó ha. Và cái tên của họ và cái chức vụ công việc á, nó có bị, nó có đúng hay không. Ok, vậy mục đích của cái email, cái thư này là gì em? Là ông ta muốn kiểm tra xem các thông tin của nhân viên mới là có đúng hay không, phải không em? New hiring employees. Rồi muốn confirm xem their names và job titles có correct hay không, phải không nào? Vậy thì theo em đáp án là câu nào ha? Em nhìn xuống coi A, B, C, D. Đáp án chính là câu B, phải không nào? To check, để kiểm tra một số cái thông tin liên quan đến nhân viên mới. Còn câu A, để thông báo về một số nhân viên mới đâu có đâu. Câu C, để cập nhật
tên đăng nhập và password của bà ta cũng không phải luôn. Câu D để thông báo việc hủy, đâu có thông báo việc hủy gì đâu. Đáp án chính là câu B ha, để kiểm tra một số thông tin liên quan đến nhân viên mới. Câu 177, what do Mr. Firth, ông Firth và ông Braxton á, thì có cái gì in common chung? Have in common có điểm chung á, hai người này có điểm chung là gì ha? Vậy từ khóa chính là từ Mr. Firth và Mr. Braxton, phải không nào? Rồi, chúng ta đọc đoán trước nha. Câu A, they have signed, họ đã ký cái agreement, cái hợp đồng confidentiality, hợp đồng gì đó ha. Rồi, câu B, họ sẽ cùng làm việc cho bà Vespino, cả hai người bọn họ đều sẽ làm việc cho bà Vespino, được không nào? Rồi, câu C, họ đã làm việc trên cùng một cái dự án, có nghĩa là cùng làm một cái dự án trước đây. Câu D, họ được thuê để làm cái công việc temporary, công việc tạm thời thôi. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ dò xem Mr. Firth và Braxton nằm ở đâu ha. Thêm bài số 1 hay bài số 2? Bài số 1 xem có không em? À có phải không nào? Ở đây mình có John Firth rồi nè. Rồi, Braxton nằm ở đâu em? Đây, John Firth và Fred Braxton, em đọc thử hai người này nha. Rồi, John Firth là Personnel Association Associate. Rồi, Brad Braxton là Junior Personnel Associate. Ok, vậy hai người này có điểm chung là gì khi mình đọc xong vậy em? À, đều làm việc ở phòng nhân sự phải không nào? Đều là làm việc ở phòng nhân sự là Personnel. Rồi, nó có nói gì đề cập đến hai người này nữa không em? Em dò tiếp xem đoạn tiếp theo. Em thử dò nhanh qua xem. Thật sự khi mà em dò nhanh qua đó thì em sẽ thấy rằng không có đề cập đến ông John Firth và Braxton nữa. Nếu bạn nào tinh ý á, thì sẽ biết rằng đây chỉ là một cái list, một cái danh sách liệt kê ra thôi. Cho nên ở dưới này á, sẽ không có nói gì về ông Firth và ông Braxton nữa đâu. Và đây chính là dạng liên hệ ha. Bài này là bài liên hệ vì chắc chắn nó sẽ bài liên hệ với bài ở dưới đó. Bây giờ em dò xem bài liên hệ ở dưới có cái nào mà liên quan đến personnel không em? Em nhìn nhanh qua thử xem. À có phải là ở lúc chỗ ký tên phải không nè? Chỗ ký tên có từ personnel nè em. Personnel nè, nó nói là gì đây? Bà Vespino á, là giám đốc của personnel, là bộ phận nhân sự. Vậy khi mà em thấy được cái này thì em có suy ra được là gì không? Thêm đáp án là câu nào? À, đáp án chính là câu B, phải không nào? Họ sẽ cùng làm việc cho bà Vespino, tại vì họ là nhân viên phòng nhân sự mà. Mà bà Vespino là giám đốc của bà phòng nhân sự nữa, cho nên chắc chắn là họ sẽ làm việc cho bà Vespino rồi ha. Vậy đáp án chính là câu B. Bài này là bài liên hệ em ha, liên hệ bài 1 với bài 2. Bài câu này hơi khó ha. Rồi, câu 178, in the first email, trong cái email đầu tiên đó, thì cái từ prompted ở đoạn 3, dòng 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Ok, vậy bây giờ chúng ta dò bộ đáp án trước nha. Nhìn sơ nè, convince có nghĩa là thuyết phục, phải không nào? Hasten là gì, mình cứ để đó. Nếu mình không biết thì một lát mình loại suy ha. Rồi câu C, instructed là hướng dẫn. Câu D, activate là gì em? Kích hoạt ha. Activate, kích hoạt cái gì đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò thử nha. Email đầu tiên, đoạn 3, dòng 3, kiếm từ prompted. Email đầu tiên đây. Rồi đoạn số 3 là đoạn này, phải không nào? Rồi dòng số 3, tìm từ prompted nào, ở đây, phải không? Rồi bây giờ chúng ta đọc cái câu chứa từ prompted nha. Họ sẽ sau đó được prompted. Nếu đọc như vậy thì chúng ta hơi khó hiểu, tại vì không biết đây là ai hết, phải không? Thì chúng ta đọc những cái câu phía trước nó luôn đi em, để mà hiểu ha. Rồi bây giờ nè, đằng trước nè, once, một khi mà nó được hoàn tất đó, thì mỗi nhân viên sẽ cần phải login, đăng nhập bằng cái temporary password, cái mật khẩu tạm thời, temporary, tạm thời ha, bằng cái mật khẩu tạm thời mà tôi sẽ gửi qua cái account, tài khoản email công ty của họ. Rồi then sau đó đó thì họ sẽ được prompted để mà nhập cái mật khẩu mới. Cái mà sẽ có độ dài ký tự là 8 nè. Nó bao gồm mixture, hỗn hợp của numbers là số và letters là chữ cái. Rồi vậy thì khi mà đọc đến đây rồi thì theo em từ prompted là gì? Họ có mật khẩu tạm thời nè, rồi sau đó họ đăng nhập vào, rồi họ sẽ được prompted để mà nhập mật khẩu mới. Vậy thì em từ prompted là gì ha? Câu A, họ được thuyết phục nhập mật khẩu mới, được không? À, kỳ quá ha, không phải. Rồi câu B để đó. Câu C, instructed, họ được hướng dẫn để nhập mật khẩu mới, được không em? À, được phải không nào? Tại vì khi mà họ có mật khẩu tạm thời, khi mà rồi sau đó đăng nhập lần đầu tiên thì họ sẽ được hướng dẫn đổi sang cái mật khẩu mới, giống như em làm tài khoản ngân hàng vậy đó. Thì lúc đầu cái mật khẩu em có là một cái mật khẩu tạm thời, khi em đăng nhập lần đầu tiên vào thì em sẽ được hướng dẫn để đổi một cái mật khẩu mới để mà dùng, nó bảo mật hơn ha. Vậy câu C là được rồi nè. Câu D, activated, kích hoạt, họ được kích hoạt, đâu có được. Vậy đáp án chỉ có thể là câu C thôi hay em ha. Câu C nó phù hợp rồi thì chúng ta có thể loại suy câu B, được không nào? Thật ra câu B á, cái từ hasten có nghĩa là
thúc đẩy hay là vội vã đó, họ sẽ được thúc đẩy vội vã thì nó không đúng ngữ cảnh bằng cái từ instruct ha. Họ sẽ được hướng dẫn, tại vì em thấy nè, ở phía sau nè nó có hướng dẫn luôn nè. Nè ở cái tay này, cái mà sẽ phải bao gồm là độ dài ký tự là 8 nè, gồm hỗn hợp giữa số và letters. Vậy thì có phải là cái khúc ở phía sau nó đang giải thích, phong em hướng dẫn về cái password, về cái mật khẩu thì nó cần phải có cái yêu cầu gì, thì nó đang hướng dẫn đó. Vậy thì cái từ instruct nó sẽ rất là hợp nghĩa ha, tại vì cái khúc ở phía sau chúng ta dịch rồi. Câu 179, what turns Miss Vespino? Bà Vespino á thì chỉ ra cái điều gì trong cái tin nhắn của bà ấy. Tin nhắn của bà Vespino là bài số mấy vậy em? Bài số 2 phải không nào? Bài số 2 là Janice Vespino là người gửi cho Mike Duff nè em. Ok, vậy đó là tin nhắn số 2 ha. Rồi, từ khóa trong câu này là her message phải không em? Nhưng mà cái từ khóa này nó bao trùm cả bài đọc số 2 luôn. Nên dò từ khóa thì rất là lâu và mất thời gian, cho nên đối với dạng này chúng ta sẽ dò từng đáp án thôi em ha. Với lại em thấy cái từ indicate không? Thường có gặp cái từ indicate trong câu hỏi thì dò từng đáp án nó sẽ nhanh hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta dò câu A thử nha. She discovered, bà ta phát hiện ra errors là gì em, lỗi ở trong cái danh sách tên đã được cung cấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò từ khóa là từ nào em? Errors với lại list of names phải không nào? Chúng ta xem dò xem chỗ nào nói về danh sách và có bị lỗi hay không nha. Rồi từ đầu luôn nào. Em đọc từ đầu luôn nha. Thanks, cảm ơn vì cái tin nhắn mà bạn gửi cho tôi vào ngày hôm qua. Tất cả những cái thông tin liên quan đến chức vụ nghề nghiệp thì đúng. Ok, em còn nhớ ông Mike Duff đã gửi yêu cầu bà Vespino xác nhận gì không? Tên và cái job titles, cái chức vụ nghề nghiệp tương ứng, phải không? Rồi, nó có đúng hay không thì bà ta xác nhận là tất cả các thông tin, all of the information đều đúng hết. Vậy thì có lỗi không? À, không có lỗi gì cả phải không nào? Không có errors, vậy đáp án câu A là sai ha. Rồi tiếp câu B. She will be directed, bà ta sẽ directly, trực tiếp supervising, supervise giám sát, bà ta sẽ trực tiếp giám sát nhiều hơn một phòng ban. Lúc nãy chúng ta có dò rồi em nhớ không? Bà Vespino là bà ta làm việc ở phòng ban nào vậy em? Ngay chỗ chữ ký nè, director of personnel, bà ta là giám đốc của phòng nhân sự thì bà ta chỉ giám sát phòng nhân sự thôi chứ đâu có giám sát nhiều hơn một phần được phải không nào? Vậy đáp án câu B là không phải rồi ha. Rồi tiếp câu C. She needs, bà ta cần ông Martins install, cài đặt một cái browser, cái trình duyệt trên những cái máy tính mới. Thì theo em từ khóa là từ nào? Mr. Martins hoặc là browser phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào có browser, trình duyệt hoặc là Mr. Martins nha. Đoạn số 1 giờ tiếp là không có rồi nè. Đoạn số 2 thử xem. Có browser hay là có Martin không? À cũng không có luôn em. Dòng thứ 3 cũng không có browser hay là Martin. Dòng thứ 4 cũng không có luôn. Rồi đoạn tiếp theo nha. Không có. Dòng tiếp theo. À dòng tiếp theo có từ browser nè em. Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc cái câu mà có chứa từ này nha. Đây. Could you make sure, bạn có thể đảm bảo. Bạn là ai vậy em? Bạn là người nhận, mà người nhận ở đây là ai vậy? Người nhận là cái name to Mike Duff không? À, bạn có thể, có nghĩa là ông Duff có thể đảm bảo rằng những cái nhân viên mới này nè sẽ có thể đăng nhập vào cái trang cá nhân, trang tài khoản của họ bằng cái trình duyệt Netsurfer Web hay không? Ok, rồi tiếp. I know, tôi biết rằng chúng ta đã gặp cái vấn đề trong việc truy cập đến trang tài khoản với cái trình duyệt đó. Nhưng mà bởi vì nó đã được cài đặt cho hầu hết các máy tính ở văn phòng bây giờ, cho nên là vui lòng make certain, phải đảm bảo chắc chắn rằng là sẽ không có những cái vấn đề tương tự xảy ra cho nhân viên mới. Khi đọc đến đây thì chúng ta thấy ý thứ nhất là có ông Martin không em? Có yêu cầu ông Martin không? Không, mà yêu cầu you. You chính là ông Mike, phải không nào? Ông Mike Duff là phải kiểm tra cái browser, cái trình duyệt để nó không có gặp những cái vấn đề giống như đã xảy ra nữa, chứ cũng không có yêu cầu cài đặt cho máy tính mới gì cả, phải không nào? Vậy câu B này là sai hoàn toàn. Câu C này là sai hoàn toàn ha. Không có dữ liệu trong bài đọc. Rồi, vậy chắc chắn đáp án chỉ có thể là câu gì thôi? Câu D. Bây giờ chúng ta đọc thử câu D nha. She wants, bà ta muốn Mr. Martins, ông Martins á, là truy cập vào trong cái client's emails, những cái email của khách hàng. Quy định lại nha, bà ta muốn ông Martins thì truy cập vào emails của khách hàng, có thể truy cập vào emails của khách hàng. Vậy thêm từ khóa là từ nào? Martins hoặc là gì nữa? Client's email, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò nha. Đang ở bài số 2, chúng ta dò xem chỗ nào là client's email. Rồi chúng ta dò lại nè. Đoạn số 1 là không có rồi, phải không nào? Đoạn số 2
Đây, đoạn số 2 có từ client email, phải không em? Và bây giờ chúng ta sẽ đọc câu này thử nha. However, bạn tuy nhiên bạn mention, bạn đề cập rằng á interns là thực tập sinh em, interns, thực tập sinh á thì không có được access, truy cập vào trong cái dữ liệu khách hàng, dữ liệu email khách hàng của chúng ta. Rồi, dịch tiếp nào. Generally, nhưng mà nhìn chung á thì đây là một cái chính sách, nhưng tôi muốn cho phép một cái trường hợp ngoại lệ ha, exception, tôi muốn cho phép một cái trường hợp ngoại lệ. The intern, cái người thực tập sinh á mà tôi lựa chọn á thì thật sự là going to be sending, sẽ gửi một cái số lượng rất là lớn email cho khách hàng của chúng ta. Vì thế nó sẽ giúp ích rất là nhiều nếu mà cô ấy có tất cả những cái thông tin liên hệ của họ trên tay và có thể xem được những cái đoạn communication, những cái đoạn hội thoại trong quá khứ. Ok, vậy cái đoạn này á là bà Vespino muốn cho một người intern, một người thực tập phải biết được những cái dữ liệu của khách hàng, phải không em? Dữ liệu khách hàng ha. Vậy thì bây giờ chúng ta coi coi cái intern này là ai, có phải ông Martin hay không? Intern này là ai, có phải ông Martin hay không? Em coi lại câu đi nè. Bà ta muốn Mr. Martin là truy cập được vào email của khách hàng. Cái vế ở phía sau là đúng rồi đó, muốn ai đó truy cập vào email khách hàng là đúng rồi nè. Nhưng mà bây giờ có phải là Martin hay không thì chúng ta phải dò ha. Bây giờ cả bài này đã không có Mr. Martin rồi, vì chắc chắn câu này là câu liên hệ rồi. Bây giờ em nhìn lên phía trên coi có Mr. Martin hay không. Có phải không nào, đây nè, trong cái ô danh sách nè em, Jamie Martins. Rồi intern là thực tập sinh luôn nè. Vậy thì câu đi nó đúng hay không em? Chính xác rồi ha, là bà ta muốn cho cái người thực tập tên là Martins á truy cập được vào cái email của khách hàng, phải không nào? Vậy đáp án là câu đi ha. Câu 180, what is mentioned, cái gì đó thì được đề cập về cái trang tài khoản người sử dụng của công ty. Thêm từ khóa là từ nào? Account page, phải không nào? Đọc đáp án trước nha câu A. They are set up, chúng thì được thiết lập bởi những cái người giám sát trực tiếp của nhân viên. Câu B, they automatically, chúng thì tự động record, lưu lại cái thông tin về mật khẩu và đăng nhập. Rồi câu C, chúng thì thỉnh thoảng inaccessible, có nghĩa là không thể truy cập. Chúng thì thỉnh thoảng không thể truy cập sử dụng một cái chương trình website cụ thể, phải không nào? Rồi câu D, chúng thì liệt kê ra những cái privilege là gì, nếu mình không biết thì mình cứ để đó ha. Benefits, những cái lợi ích được cung cấp cho mỗi cái nhân viên. Rồi, vậy thì em đọc xong 4 đáp án thì em có nhớ đến mang máng cái thông tin mình nào mình đã được đọc không? Nó gần với câu nào em? Câu C phải không nào? Là thỉnh thoảng thì nó không thể truy cập được sử dụng một cái trình duyệt web nào đó. Bây giờ em đọc lại em còn nhớ đoạn nào không? Bài số 2, đoạn nào thì nói về web ha. Đoạn số 3 phải không nào? Em đọc lại thử nha. I have one further request for you. Nè, tôi có một cái yêu cầu thêm nữa dành cho bạn. Could you make sure, bạn có thể đảm bảo rằng những cái người nhân viên mới này sẽ có thể log on, đăng nhập vào cái account page của họ trên cái browser, là cái trình duyệt á, trình duyệt web Netsurfer hay không? Rồi em thấy từ account pages chưa? Rồi I know, tôi biết được rằng á là chúng ta đã gặp một vài cái sự cố nè, vấn đề nè, trong việc truy cập vào cái account page với cái browser, với cái trình duyệt web đó, được không nào? Vậy thì khi đọc đến đây thì đáp án chỉ có thể là câu gì thôi? Câu C là thỉnh thoảng là không thể accessible, không thể truy cập. Có không em? Có ha, không thể truy cập nè. Không thể truy cập có nghĩa là gặp vấn đề trong việc truy cập đó. Đây, had trouble accessing bằng với lại inaccessible, được không nào? Sử dụng một cái chương trình web cụ thể. Chương trình web cụ thể ở đây chính là cái browser đây em, cái trình duyệt web đó. Trình duyệt web có tên luôn nè, Netsurfer web, là một cái trình duyệt web cụ thể. Hay em ha, một cái chương trình web là một cái browser đó, là những cái từ đồng nghĩa. Và đáp án chỉ có thể là câu C thôi, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng trong bài này các em nha. Rồi cùng dịch nào. Đây là một cái email ha. Email này gửi đến bà Vespino từ ông Duff, được không nào? Ngày gửi là 3 tháng 2. Nội dung á, chủ đề á là về thông tin tài khoản. Hi Janice. Janice thân mến, this is Mike. Đây là Mike từ Information Technology Service, dịch vụ công nghệ thông tin. After you gave me, sau khi mà bạn đưa cho tôi cái danh sách của gì ha, của những cái employees, nhân viên được hire, là được thuê, được mướn. Hire là thuê hay là mướn ha. Thuê hay là mướn, nguyên mẫu của nó là hire, bỏ đi đi. Rồi danh sách của những cái nhân viên mới được thuê, được không nào? Ngày hôm qua, I created, tôi đã tạo usernames, tên đăng nhập và passwords, mật khẩu cho họ trước khi tôi hoàn tất cái việc
thiết lập á, cái trang tài khoản cá nhân của họ. Tuy nhiên, tôi muốn confirm, xác nhận ha, confirm là xác nhận. Tôi muốn xác nhận rằng tất cả những cái tên và job titles, có nghĩa là chức vụ nghề nghiệp, địa vị, chức vụ, công việc ha, corresponding có nghĩa là tương ứng. Quý vị lại nè, tôi muốn xác nhận rằng tất cả những cái tên và chức vụ nghề nghiệp tương ứng của họ là chính xác, đúng không nào? Corresponding, tương ứng ha. Here is the information, đây là cái thông tin mà tôi có. Rồi, John Firth là nhân viên của phòng nhân sự này, mình có từ associate. Nếu mà dùng trong ngữ cảnh của công ty thì thường dịch là nhân viên ha. Nhân viên phòng nhân sự, personnel. Rồi, Margaret Wells là account executive, là trưởng phòng kế toán nha. Account là kế toán, executive, account executive, trưởng phòng kế toán. Rồi mình có Jan. Jan là assistant, là trợ lý nè, trợ lý giám đốc marketing ha. Rồi tiếp, Frank Preston là nhân viên phòng nhân sự mà là junior thôi. Junior có nghĩa là mới làm thôi, còn là cấp dưới thôi ha, junior. Rồi Jamie Martins là intern. Interns có nghĩa là thực tập sinh ha. Ở phía dưới nào, I need to make sure, tôi cần đảm bảo rằng tôi có cái vị trí hay là cái chức vụ công việc chính xác của họ. Bởi vì á, những cái details, những cái thông tin chi tiết đó đó sẽ determine. Determine là gì em? Quyết định ha. Determine, quyết định. Bởi vì những cái thông tin chi tiết về chức vụ nghề nghiệp đó sẽ quyết định cái what information, cái thông tin nào mà mỗi người á, sẽ access to, là gì em? Truy cập đến ha. Nhớ nha, access to là truy cập. Access to, truy cập ha. Có nghĩa là với mỗi cái chức vụ thì người ta sẽ truy cập đến một cái thông tin khác nhau đó em coi nào. For example, ví dụ an account executive là một cái trưởng phòng kế toán đó, thì sẽ có thể view xem database, mình có từ database có nghĩa là dữ liệu ha, em nhớ nha, dữ liệu, có thể xem dữ liệu gì, dữ liệu email về khách hàng của chúng ta. Whereas trong khi đó đó thì intern là một người thực tập sinh á, sẽ không được cho phép để mà xem cái thông tin đó, được không nào? Rồi, please let me know, vui lòng cho tôi biết rằng, cho tôi biết vào cái sự thuận tiện sớm nhất của bạn ha. Nếu mà có cái sự thay đổi cần thiết, được không nào? Rồi tiếp, as soon as, ngay khi mà tôi nghe được từ bạn, có nghĩa là ngay khi mà tôi nghe được bạn hồi âm á, thì tôi sẽ bắt đầu tiến hành làm cái trang tài khoản và đăng tải nó lên và cho chạy trong vòng một vài tiếng đồng hồ ha. Once, một khi mà điều đó đã hoàn tất đó, thì mỗi nhân viên sẽ cần phải login đăng nhập ha. Login là đăng nhập bằng cái một cái password, cái mật khẩu temporary là tạm thời, gặp rất nhiều rồi ha. Tôi sẽ gửi cho họ qua cái tài khoản email công ty của họ, được không nào? Rồi họ thì sau đó đó sẽ được prompted, được hướng dẫn ha, để mà nhập một cái mật khẩu mới. Cái mà phải dài 8 ký tự nè, mình có từ characters là ký tự ha, characters ký tự, phải dài 8 ký tự. Rồi containing bao gồm hay là chứa, mixture hỗn hợp cả số và letters là chữ cái luôn. Rồi you may also want to, bạn có lẽ là cũng sẽ muốn recommend, đề nghị ha, recommend là đề nghị rằng họ sẽ change, họ thay đổi passwords, mật khẩu của họ quite regularly, khá là thường xuyên ha. Mình có từ regularly là thường xuyên, thường xuyên. Rồi tiếp ở xuống dưới nha, email số 2 là gửi đến ông Mike Duff, gửi từ Janice Vespino ha, ngày gửi là 4 tháng 2. Cái chủ đề á là reply đó em, reply phản hồi lại cái chủ đề account information, thông tin tài khoản ha. Rồi hi Mike, thanks, cảm ơn vì cái tin nhắn ngày hôm qua mà bạn đã gửi. Tất cả những cái thông tin liên quan đến job titles, chức vụ nghề nghiệp đều đúng. Please go ahead, vui lòng là hãy tiến hành với cái nhiệm vụ của bạn ha. Assignment là nhiệm vụ. Và let me know, cho tôi biết khi nào thì cái trang cá nhân nó được vận hành. However, tuy nhiên, tôi đã đề cập rằng, bạn đã đề cập rằng, you mentioned, bạn đã đề cập rằng interns, những cái thực tập sinh á, thì không thể access to, không thể truy cập vào trong cái dữ liệu email khách hàng của chúng ta. Generally, nhìn chung á, thì đây là chính sách. Nhưng mà tôi muốn authorize, có nghĩa là cho phép ha. Authorize, cho phép. Tôi muốn cho phép một cái exception, là điều ngoại lệ. Sự ngoại lệ, tôi muốn cho phép một cái exception, một cái sự ngoại lệ. The intern, cái thực tập sinh mà chúng ta đã chọn á, thì thật sự là sắp tới á, sẽ gửi một cái số lượng lớn những cái email cho khách hàng của chúng ta. Vì thế nó sẽ giúp đỡ rất nhiều nếu mà cô ta đó, người đó đó có tất cả những cái thông tin liên hệ của họ.
on hand, trên tay, và có thể xem những cái đoạn hội thoại trong quá khứ. Tôi có thể yêu cầu cô ta sign, ký một cái agreement, là hợp đồng. Mình có từ confidentiality. Confidentiality có nghĩa là bảo mật ha, bảo mật. Và mình có cái cụm confidentiality agreement, có nghĩa là hợp đồng bảo mật. Tôi có thể yêu cầu cô ta ký cái hợp đồng bảo mật nếu mà cần thiết. I do have, tôi thật sự là có thêm một cái request, yêu cầu nữa dành cho bạn. Could you make sure, bạn có thể đảm bảo rằng những cái nhân viên mới này nè sẽ có thể truy cập vào trong cái trang tài khoản của họ bằng cái browser, là cái trình duyệt, bằng cái trình duyệt web NetSurfer được hay không? Tôi biết rằng chúng ta đã gặp trouble, khó khăn trong việc access, truy cập vào cái trang cá nhân bằng cái browser, cái trình duyệt đó, phải không nào? Nhưng bởi vì nó đã được install, là thiết lập hay là cài đặt ha, cài đặt lắp đặt, bởi vì nó đã được cài đặt trên hầu hết những cái máy tính văn phòng hiện tại của chúng ta, cho nên là make certain, vui lòng là hãy đảm bảo chắc chắn rằng không có cái issue, là vấn đề ha, không có cái vấn đề tương tự nào xảy ra cho nhân viên của chúng mới nữa. Rồi, I appreciate, tôi sẽ rất là cảm kích với cái you're checking in with me. Mình có cái cụm là check in with somebody. Check in with somebody hay là someone có nghĩa là nói chuyện với ai để báo cáo về việc gì đó ha. Rồi, có nó là check in with somebody có nghĩa là nói chuyện để báo cáo với ai về việc gì, nói chuyện để mà báo cáo về những cái thông tin mới cho ai ha. Ok, người ta gọi là check in with. Vậy câu này có nghĩa là tôi sẽ rất là cảm kích nếu mà bạn kiểm tra chắc chắn xong hết rồi thì báo cáo lại cho tôi biết, được không nào? Rồi, tiếp câu 176, không có từ mới, câu 178. Nó có từ instructs, có nghĩa là gì em? Hướng dẫn ha. Từ này khá là quan trọng. Hướng dẫn, instruct. Rồi câu đi mình có từ activate, có nghĩa là kích hoạt ha, kích hoạt. Mình thường hay có là mã kích hoạt đó, activate ha, kích hoạt. Kích hoạt. Kích hoạt. Rồi. Câu 179 mình có từ errors. Errors có nghĩa là lỗi ha. Errors, lỗi. Câu ai có nghĩa là cô ấy phát hiện ra những cái lỗi trong danh sách tên được đã được cung cấp, được không nào? Câu 180 mình có từ record. Record, động từ có nghĩa là lưu lại ha. Lưu cái gì để lại? Lưu lại. Vậy câu B có nghĩa là nó tự động lưu lại cái thông tin về mật khẩu và đăng nhập, được không nào? Rồi câu C mình có từ inaccessible. Inaccessible có nghĩa là không thể truy cập được nha. Mình có từ access là gì em? Truy cập nè. Inaccessible là không truy cập. Inaccessible là không thể truy cập ha, không thể truy cập được. Rồi, câu đi thì mình có từ privilege. Privilege có nghĩa là đặc quyền hay là đặc lợi ha, đặc quyền hay là quyền lợi đó, đặc quyền. Từ này cũng hay gặp. Privilege là đặc quyền. Câu đi có nghĩa là họ sẽ liệt kê ra những cái đặc quyền hay là những cái benefits, những cái lợi ích được cung cấp cho mỗi thành viên. Privilege, đặc quyền, được không nào?